Hướng dẫn sử dụng máy rửa mặt Maxcare Max999 Pro, thiết bị làm sạch da mặt thông minh kết hợp app độc quyền của Maxcare. Bộ sản phẩm bao gồm một máy rửa mặt Maxcare Max999 Pro, một đế sạc không dây, một cáp sạc, một hướng dẫn sử dụng. Máy rửa mặt Max999 Pro sử dụng thông minh theo hai cách, sử dụng trực tiếp hoặc thông qua app điện thoại. Hướng dẫn sử dụng app. Bước 1. Tải app. Cách 1. Quét mã QR sau đó tải về và cài đặt app. Cách 2. Tìm kiếm Tuya Smart trong App Store hoặc Google Play, nhấn tải về và cài đặt app. Bước 2. Kết nối app và thiết bị. Nhấn và giữ nguồn, chế độ để bật thiết bị. Nhấn và giữ nút tăng cường độ trong 3 giây để mở chế độ kết nối. Lúc này, đèn báo hiệu sẽ nhấp nháy màu đỏ. Mở app, đăng nhập, nhấn dấu cộng ở góc trên cùng bên phải. Chọn Auto Scan, truy cập vị trí và bật Bluetooth, sau đó chọn Start Scanning. Sau khi thiết bị được tìm thấy, ấn Next để kết nối thiết bị. Sau đó chọn Done để vào giao diện cài đặt thiết bị. Bước 3. Tùy chỉnh cài đặt theo mong muốn của bạn thông qua app. Điều chỉnh cường độ. Có tổng cộng 6 mức cường độ, số càng lớn thì cường độ càng cao. Chuyển đổi chế độ. Hai chế độ có sẵn, chế độ dung không nhiệt và chế độ dung kèm nhiệt. Cài đặt thời gian. Chọn thời gian làm sạch da tùy theo nhu cầu của bạn. Cài đặt báo thức. Đặt lời nhắc để hình thành thói quen rửa mặt thường xuyên. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng trực tiếp không cần app bằng cách nhấn nút nguồn để bật tắt máy, nút cộng trừ điều chỉnh chế độ. Bước 4. Bắt đầu tiến hành rửa mặt. Cho một lượng sữa rửa mặt thích hợp vào đầu cọ, áp đầu cọ lên mặt và từ từ di chuyển nhẹ khắp mặt theo chiều từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên. Bước 5. Tắt máy. Thiết bị sẽ tự tắt khi hết thời gian làm sạch đã cài đặt, hoặc bạn có thể ấn nút trên app hoặc nhấn giữ nút nguồn trên thiết bị. Máy có bộ nhớ thông minh và sẽ tự động chọn cài đặt theo lần sử dụng gần nhất của bạn. Bước 6. Rửa sạch mặt và máy dưới nước, sau đó đặt máy vào nơi sạch sẽ. Hướng dẫn sạc. Đèn báo hiệu sẽ nhấp nháy màu xanh lá khi sắp hết pin, báo hiệu cần sạc máy ngay. Kết nối sạc và đế sạc không dây. Đặt máy lên đế sạc. Lưu ý, đảm bảo rằng không có nước và chất lỏng khác trên bề mặt của máy và đế sạc. Đèn báo hiệu luôn hiện màu xanh lá trong khi đang sạc và tự động tắt sau khi sạc đầy. Sử dụng máy rửa mặt Maxcare Max999 Pro hàng ngày để sở hữu làn da sạch khỏe, rạng ngời.